Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày 4 tháng 1, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc kỳ họp bất thường, thể hiện trách nhiệm của Quốc hội trước những vấn đề bức thiết và cấp bách của đất nước. Hà Nội triển khai nhiều biện pháp hướng đến mục tiêu tất cả F0 điều trị tại nhà đều được chăm sóc, theo dõi y tế thường xuyên, liên tục. Sự phát triển nhanh và bền vững của những dự án năng lượng xanh tại Việt Nam trong năm qua được truyền thông quốc tế quan tâm và đánh giá cao. Cùng chúng tôi phân tích trong phần tiêu điểm của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, như tin đã đưa, vào ngày 4 tháng 1, Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành kỳ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Dự kiến trong một tuần làm việc cùng với xem xét thông qua một nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua một luật, sửa 8 luật khác và nhiều vấn đề cấp bách khác trước yêu cầu phục hồi và phát triển trong thời gian tới. Từ những nội dung của kỳ họp chưa từng có tiền lệ này, thêm một lần nữa cho thấy tinh thần đổi mới, hành động và trách nhiệm của Quốc hội trước những vấn đề bức thiết, cấp bách của đất nước cũng như của cử tri và nhân dân cả nước. Sau 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, đang có nhiều vấn đề bức thiết, cấp bách đặt ra. Đó không chỉ là vấn đề mở cửa nền kinh tế, phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, mà còn là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực phát triển, cải thiện môi trường đầu tư. Đây cũng sẽ là những vấn đề được Quốc hội thảo luận và quyết định tại kỳ họp bất thường khai mạc vào ngày mai. Những vấn đề được thông qua sẽ là giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ cho phục hồi và phát triển kinh tế thời gian tới. Dự thảo của nghị quyết thì cũng cần phải đáp ứng một số những cái quan điểm hết sức là quan trọng. Đối với quy mô của gói chính sách tài khóa và tiền tệ thì cũng sẽ phải đáp ứng ở một cái quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng điểm, trọng tâm để giải quyết những vấn đề cấp bách và tránh lãng phí nguồn lực, phải đảm bảo để các cái cân đối lớn của nền kinh tế cũng như là đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài, đảm bảo gắn với cái kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 21-25, đảm bảo huy động và quản lý phân bổ được các cái nguồn lực hợp lý, minh bạch, công khai, chống tiêu cực và lợi ích nhóm. Cũng tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội còn sửa luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự. Những quy định của luật pháp được xem xét sửa đổi lần này cũng là những vấn đề cần kíp. Nếu chậm thay đổi, sẽ cản trở quá trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Hiện nay đang rất vướng trong cái quá trình tổ chức thực hiện các cái dự án luật của chúng ta. Nó có những cái điểm mà cần phải tháo gỡ ngay, nếu không thì để sẽ ách tắc mãi. Đấy, do đó mà một luật sửa nhiều luật cũng là một vấn đề cấp bách để giải quyết câu chuyện thể chế cho cái phát triển kinh tế đất nước của chúng ta. Quốc hội đặt vấn đề sửa một luật, trong đó sửa đổi 8 luật kèm theo. Ở đây không có nghĩa là sửa toàn bộ 8 đạo luật đó, mà chúng ta chỉ lựa chọn những vấn đề nào bức xúc nhất, nổi cộm nhất, nó đang là điểm nghẽn của sự phát triển kinh tế xã hội, thì chúng ta phải sửa ngay. Và khi sửa như vậy, thì nó sẽ đáp ứng cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong một cái thời gian tới. Nhiều vấn đề không cho phép được chờ đến kỳ họp kế tiếp. Lần đầu tiên một kỳ họp bất thường để xem xét và quyết định những vấn đề cần kíp cấp bách được tổ chức. Tinh thần đổi mới, hành động và trách nhiệm của Quốc hội đang tiếp tục được thể hiện từ những thay đổi chưa có trong tiền lệ như vậy. Theo chương trình, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội sẽ khai mạc trọng thể vào 9 giờ sáng ngày 4 tháng 1 theo hình thức họp trực tiếp, kết hợp với kết nối trực tuyến từ nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn tăng trưởng ngoạn mục khi đạt tới 9,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6% so với năm 2020. Có được kết quả ấn tượng nói trên là nhờ ngành thủy sản đã nỗ lực duy trì sản xuất, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Ghi nhận vấn đề này tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lô tôm chuẩn bị đi châu Âu. Doanh nghiệp này rất phấn khởi vì dù gặp nhiều khó khăn,
nhưng kết thúc năm 2021, giá trị xuất khẩu của đơn vị vẫn tăng trưởng khá. Cụ thể thì chúng tôi cũng đạt cái doanh số xuất khẩu cũng trên 300 triệu, thì tăng trưởng cũng trên khoảng 5% so với năm 2020. Hiện giá tôm xuất khẩu của nước ta đang tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020, và đặc biệt sản phẩm tôm đang dịch chuyển chiếm ưu thế ở những thị trường khó tính. Nhờ vậy, lần đầu tiên Sóc Trăng vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu tôm với hơn 1 tỷ đô la. Ngay đầu năm mới này, nhiều đơn hàng được ký kết, các nhà máy tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Cùng lúc, hai nhà máy mới đi vào hoạt động. Một nhà máy khánh thành vào ngày 1 tháng 1, 2022. Nhà máy còn lại đó là sau đó 6 tháng. Như vậy sẽ tăng công suất chung lên khoảng 50% so với trước đây. Năm 2021, xuất khẩu cá tra mang về gần 1,6 tỷ đô la, tăng 3% so với năm 2020. Đáng phấn khởi là các doanh nghiệp đã và đang có cách tiếp cận thị trường theo hướng bền vững hơn. Chuyển qua sản phẩm là chả cá, rồi là những cái sản phẩm mà cao cấp hơn để mà làm sao là đi sâu vô cái thị trường tinh chế để mà dễ tiêu dùng hơn nữa. Với những tín hiệu lạc quan từ thị trường, sự chuẩn bị tích cực của cả ngành hàng, 2022 dự báo sẽ là năm xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng trưởng và bứt phá. Phía Trung Quốc vẫn đang tạm dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 26 tháng 1 tới đây. Quy định này đã khiến cho nhiều doanh nghiệp và nông dân trồng thanh long trong nước gặp nhiều khó khăn. Phản ánh tại tỉnh Bình Thuận, nơi được coi là thủ phủ thanh long của cả nước. Gần một tuần nay, công ty chuyên xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc này đã ngưng thu mua của người nông dân. Bên cạnh việc gần chục container tồn ở cửa khẩu, gần 20 công nhân phải ngưng việc không lương, thì người trồng thanh long sẽ phải đối mặt với việc bán đổ bán tháo hàng chục tấn thanh long đang vào mùa thu hoạch. Trong cái thời gian mà cửa khẩu mà ngưng tới giờ, thì riêng cái doanh nghiệp của công ty Thành Đạt tôi thì nó cũng thiệt hại đến cũng khoảng từ 12 xe container 140 tấn. Thì cái thiệt hại này thì nó cũng thiệt hại cũng tầm từ 7 tới 8 tỷ. Thì bây giờ là hiện tại là cái khó khăn của doanh nghiệp thì bây giờ cũng chưa có cái nguồn nào để mà phát lương cho công nhân trong hiện tại đây. Mỗi ngày khoảng 100 xe tải chở thanh long chiếm gần 90% sản lượng của tỉnh Bình Thuận đang tạm ngưng thu mua. Nhờ các cấp chính quyền, nhờ chính phủ và sẽ kết nối lại cái phía Trung Quốc để mở cửa lại thị trường. Trước mắt, các doanh nghiệp thanh long tỉnh Bình Thuận sẽ tìm đến giải pháp chuyển hướng sang xuất khẩu qua đường biển, cùng với tìm thị trường mới như châu Âu và Mỹ, đầu tư sang chế biến sau thu hoạch như thanh long sấy và những sản phẩm khác. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sẽ mất nhiều vốn, thời gian cũng như sức chịu đựng của doanh nghiệp. Thưa quý vị, đến thời điểm này, thủ đô Hà Nội đã ghi nhận gần 50.000 trường hợp mắc COVID-19. Một nửa trong số đó đang được điều trị tại nhà. Thành phố đã thành lập các trạm y tế lưu động, sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương và Tổng đài 024-1022. Mục tiêu là tất cả bệnh nhân F0 điều trị tại nhà đều được chăm sóc, theo dõi y tế thường xuyên, liên tục, phát hiện sớm nhất các trường hợp chuyển nặng. Ngay sau khi tự xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, người đàn ông này đã gọi điện cho trạm y tế lưu động ở 88 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để xin được tư vấn và hỗ trợ. Sau khoảng một tiếng, nhân viên y tế đã vào làm lại xét nghiệm, đánh giá các chỉ số và phát thuốc. Với các bệnh nhân được điều trị tại nhà sẽ cấp 100% gói A và có đơn thuốc ghi cụ thể hướng dẫn đối với bệnh nhân cần sử dụng thuốc như thế nào. Nếu như phát sinh thì sẽ liên hệ với cả bác sĩ và có đội ngũ hỗ trợ đến tận nhà nếu như bệnh nhân cần được hỗ trợ. Hiện quận Đống Đa đang có khoảng 2.800 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Riêng trạm y tế lưu động 86 Hào Nam đang quản lý theo dõi cho 130 bệnh nhân. Chỉ trong ngày hôm qua đã có 3 bệnh nhân cao tuổi, bệnh nền phải thở oxy và chuyển tầng điều trị. Để tăng cường cho các trạm y tế về nhân lực và có thể nhanh chóng phát hiện sớm các trường hợp chuyển nặng, Bệnh viện Bạch Mai đã cử cán bộ về hỗ trợ chuyên môn và đào tạo chuyên môn. Khi mà mình theo dõi, điều trị F0 tại nhà, trong những công việc mà mình theo dõi triệu chứng hàng ngày của F0 để phát hiện sớm những trường hợp F0 chuyển nặng để chuyển lên tầng trên điều trị là rất là quan trọng và cần thiết ạ. Số ca mắc tăng nhanh và quá tải đối với y tế cơ sở, Hà Nội đã thành lập Tổng đài 024-1022 với sự tham gia của hơn 400 bác sĩ trẻ.
chủ động gọi điện tư vấn và nhận điện thoại của F0 cần sự hỗ trợ, đồng thời kêu gọi sự tham gia của y tế tư nhân tham gia chống dịch. Mục tiêu đặt ra là giảm tỷ lệ, hạn chế chuyển tầng và tỷ lệ bệnh nhân nặng tử vong. Chúng tôi dùng mọi biện pháp để có thể tiếp cận với người dân sớm nhất. Và chúng tôi cũng đang theo dõi cái việc là một người dân khi phát hiện ra F0 tại cộng đồng thì sau bao lâu được tiếp cận với y tế. Trong cái việc điều trị F0 thì chúng tôi cũng đã phân cấp cho các quận huyện, các xã phường thị trấn trong việc quản lý. Dù tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Hà Nội chưa đến 0,3% và số ca nặng nguy kịch là 1,5%, nhưng Hà Nội đã xây dựng kịch bản về cơ sở vật chất, nhân lực cho tình huống 100.000 ca nhập viện. Từ tháng 12 năm 2018, Nhật Bản bắt đầu áp dụng tư cách lưu trú mới, gọi là kỹ năng đặc định dành cho lao động nước ngoài đến Nhật Bản làm việc. Theo thống kê của Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản, thì tính đến cuối tháng 9 năm 2021, có gần 24.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại nước này theo chế độ kỹ năng đặc định, chiếm đến 62,5% số lao động nước ngoài theo chế độ này. Tuy nhiên, thì dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản của người lao động Việt Nam. Đây đều là những lao động Việt Nam đã thi đỗ kỹ năng đặc định chuyên ngành xây dựng tại Việt Nam hồi tháng 3 năm 2021. Hồ sơ, thủ tục đã hoàn tất. Thế nhưng sau gần 9 tháng, họ vẫn chưa thể sang Nhật Bản làm việc. Cái việc làm hồ sơ thủ tục đi sang Nhật để làm việc theo chương trình kỹ năng đặc định thì đang bị gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc của mình. Cái thứ nhất là không chủ động được về các cái công việc của mình. Làm việc thì chỉ mang tính chất tạm thời. Hơn nữa là mình là gọi là lao động chính trong gia đình, gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Và việc chờ để đã bay quá dài nên là em không tự chủ được thời gian của mình. Tất cả các hoạt động thì nó sẽ bị đình trệ lại, nó không được suôn sẻ như khi chưa có dịch bệnh. Từ cuối năm 2020, Nhật Bản ngừng tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh vào nước này do những lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến tháng 11 năm 2021, Nhật Bản mở cửa trở lại. Tuy nhiên, chưa đầy 3 tuần sau, với sự xuất hiện của biến thể Omicron, Nhật Bản lại quyết định tạm ngừng tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh. Kéo theo đó, số lao động nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản theo diện kỹ năng đặc định trong 6 tháng đầu năm 2021 đã giảm 42,7% so với cùng kỳ năm trước. Bình thường thì khi mà các bạn đã đăng ký vào công ty để thi tuyển các đơn hàng, chỉ tầm 6 đến 8 tháng là các bạn có thể xuất cảnh rồi. Nhưng hiện tại thì có những bạn đã chờ đợi đến hơn 1 năm chưa được xuất cảnh thì tâm lý cũng rất là căng thẳng. Chính vì vậy cho nên cũng rất là mong chính phủ của hai nước có những cái phương án phù hợp để hỗ trợ cho các bạn thực tập sinh. Dù dịch COVID-19 đã khiến nhiều lao động không thể sang Nhật Bản làm việc, nhưng chỉ tính riêng tháng 9 năm 2021 đã có 7.400 lao động người nước ngoài, trong đó có tới 4.600 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản theo chế độ kỹ năng đặc định. Lao động người Việt luôn được đánh giá cao bởi tính cách trung thực, tinh thần cố gắng trong công việc. Vì vậy, chúng tôi hy vọng người lao động Việt Nam có thể tiếp tục sang Nhật làm việc. Hiện tại, đã có 14 tỉnh của Nhật Bản ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Số ca nhiễm mới có chiều hướng gia tăng. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng như hiện nay, người lao động Việt Nam chỉ còn cách tiếp tục trau dồi khả năng ngôn ngữ, kỹ năng chuyên môn cho đến ngày có thể xuất cảnh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế xanh đang trở thành mối quan tâm của cộng đồng quốc tế cũng như Việt Nam và lựa chọn chính sách phát triển của nhiều quốc gia hướng tới mục tiêu chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đi đôi với duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy mà phát triển kinh tế xanh được xem là một chiến lược cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Phát triển kinh tế xanh không những giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững và cải thiện đời sống con người. Năm 2021, mặc dù phải chống chịu với diễn biến phức tạp và nặng nề của làn sóng dịch bệnh lần thứ tư, nhưng Việt Nam vẫn vươn lên là một quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về phát triển năng lượng xanh. Điều này không chỉ là quyết tâm của chính phủ Việt Nam nâng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng từ 15 đến 20% vào năm 2030, từ 25 đến 30%
vào năm 2045, mà còn được hiện thực hóa bằng hàng loạt những động thái từ chính phủ, kêu gọi các nhà đầu tư, cũng như những dự án điện gió, điện mặt trời đã và đang đi vào hoạt động. Sự phát triển nhanh và bền vững của những dự án năng lượng xanh tại Việt Nam trong năm 2021 được truyền thông quốc tế quan tâm và đánh giá cao. Trung tuần tháng 4 năm 2021, trang News Jet Time của Malaysia đăng tải bài viết nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy này có diện tích hơn 900 ha tại huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, có tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, tương đương 173,4 triệu đô la Mỹ, với 45 tua bin gió có thể tạo ra gần 152 MW. Nhà máy điện gió kết hợp với nhà máy điện mặt trời công suất 204 MW tạo ra tổ hợp năng lượng xanh lớn nhất Đông Nam Á. Khu liên hợp này sẽ cung cấp tổng cộng 950 triệu kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Cuối tháng 11, trang Channel New Asia dẫn lời chính phủ Việt Nam đưa tin, Siemens Gamesa đã ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp tua bin điện gió trị giá tới 400 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn năng lượng BCG của Việt Nam. Theo đó, biên bản ghi nhớ này là một phần trong động thái phát triển điện gió công suất trên 500 MW của Việt Nam, đồng thời cho biết thỏa thuận đã được ký bên lề hội nghị thượng đỉnh COP26. Đầu tháng 12, chuyên trang kinh tế Bangkok BitNews và trang điện tử Kinh tế Quốc dân Thái Lan đã đăng tải bài viết công ty BPP thuộc tập đoàn điện lực Banpu Thái Lan đã chính thức ký hợp đồng đầu tư 11,95 triệu đô la Mỹ vào dự án điện mặt trời tại Hà Tĩnh, Việt Nam. Dự án này có tổng giá trị 23,9 triệu đô la Mỹ với công suất 50 MW và sẽ cung cấp điện cho tập đoàn điện lực Việt Nam theo hợp đồng 20 năm. Đại diện BPP cho biết, chiến lược mở rộng tăng trưởng danh mục năng lượng tái tạo của BPP tại Việt Nam xuất phát từ chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo rõ ràng của chính phủ Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư thành công vào dự án nhà máy điện mặt trời Hà Tĩnh, BPP cũng đang có kế hoạch bắt đầu vận hành thương mại dự án điện gió Vĩnh Châu giai đoạn 1 tại Việt Nam với công suất 30 MW, dự kiến sẽ hoạt động vào quý 1 năm 2022. Và mới đây nhất, các trang tin Reuters, Bloomberg, Today, Spain 24 đồng loạt đưa tin tập đoàn Lego của Đan Mạch đã chính thức đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng nói, đây là nhà máy đầu tiên của Lego đạt trung tính carbon và chạy bằng năng lượng mặt trời. Về nhà máy Lego, tôi thấy đó thực sự là một biểu tượng cho sự hợp tác và phát triển thương mại và đầu tư giữa hai đất nước. Nhưng việc Lego đầu tư vào Việt Nam là vì trước hết họ muốn có nhà máy hiện đại, không có phát thải CO2. Vì vậy, một phần của thỏa thuận là cần đảm bảo rằng Việt Nam có thể có được năng lượng xanh, trong trường hợp này là năng lượng mặt trời. Và điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với những gì Thủ tướng Chính phủ đã công bố tại COP26 ở Glasgow vào tháng trước. Đó chính xác là những điều đúng đắn cần làm. Trước đó, thì trang tin công nghệ TechWise Asia có trụ sở tại Malaysia đã từng nhận định rằng Việt Nam đã cho thế giới thấy khả năng thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch với công suất lắp đặt điện mặt trời cao nhất Đông Nam Á. Cam kết của chính phủ về thúc đẩy cung cấp năng lượng và nhu cầu mạnh mẽ về chất lượng không khí. Theo TechWise Asia, Việt Nam nhận thấy việc chuyển đổi sang năng lượng xanh cấp bách hơn bao giờ hết là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Việt Nam đã chứng tỏ sự nghiêm túc theo đuổi quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Từ góc nhìn khách quan của các hãng truyền thông quốc tế cho thấy, thế giới đang có ấn tượng rất tích cực về các hành động của Việt Nam chú trọng chuyển đổi năng lượng xanh. Việc thúc đẩy chuyển dịch năng lượng từ các nguồn năng lượng truyền thống sang năng lượng xanh, năng lượng sạch đang được Việt Nam hiện thực hóa thông qua nỗ lực triển khai chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam hiện có công suất lắp đặt điện mặt trời cao nhất Đông Nam Á, tạo ra 16.500 MW vào cuối năm 2020. Thống kê của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế IREA cho thấy, đến cuối năm 2020, Việt Nam lọt top 10 quốc gia có công suất lắp đặt năng lượng mặt trời cao nhất thế giới. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế trong khoảng 4 năm trở lại đây, đặc biệt là sau cam kết của Việt Nam đưa mức phát thải ròng khí nhà kính bằng không vào năm 2050 tại hội nghị COP26 vừa qua. Chúng tôi rất vui vì Việt Nam cũng tham gia danh sách những quốc gia thực hiện cam kết này. Về cơ bản, mức khí thải sẽ thấp hơn rất nhiều và có khoảng 130 quốc gia đều cam kết thực hiện mục tiêu đạt mức giảm khí thải ròng bằng không vào năm 2050. Đến năm 2020, năng lượng tái tạo của chúng tôi đã đáp ứng 46% tổng nhu cầu điện năng. Với kinh nghiệm này, thì các chủ đề về đào tạo nghề xanh, giảm phát thải khí CO2,
đã được chính phủ Đức thông qua các chương trình hoạt động của GIZ với các bộ ngành. Tất cả chương trình, dự án này đều góp phần trực tiếp hay gián tiếp vào việc hỗ trợ Việt Nam có bước chuyển dịch năng lượng bền vững và hiệu quả hơn. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia chiếm 84% tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt trong các nước. Trong đó, Việt Nam đang giữ tới 34% thị phần năng lượng tái tạo. Tiếp theo là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Việt Nam được đánh giá là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với hơn 13 GW điện tái tạo trong 5 năm tới. Trong đó, điện mặt trời và thủy điện dự kiến sẽ chiếm khoảng 70% công suất điện tái tạo được xây dựng trong giai đoạn 2020-2025. Điện gió và năng lượng sinh học sẽ là khoảng 17 và 11%. Tiềm năng này đã thu hút nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi muốn nhấn mạnh về năng lượng vì từ năm 2013, Đan Mạch và Việt Nam đã có chương trình hợp tác về năng lượng đã phát triển rất tích cực và vẫn đang được thực hiện. Ngày trước COP26 ở Glasgow, chúng tôi đã tiếp tục ký kết giai đoạn thứ 3 của hợp tác phát triển đó. Trong đó, chúng tôi tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng là điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp Nhật Bản nhận thức rõ ràng được những động thái nhanh nhạy, thích hợp của chính phủ Việt Nam. Sự khẳng định Việt Nam cam kết cắt giảm khí thải ròng gây hiệu ứng nhà kính xuống không vào năm 2050 của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy đầu tư vào các ngành như năng lượng tái tạo, môi trường tại Việt Nam. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang hướng tới việc tăng cường sản xuất và sử dụng các nguồn năng lượng xanh, giảm phát thải, khai thác tối đa tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo, gắn với những cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Việc Việt Nam cam kết hướng tới phát thải bằng không tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 mới đây là một quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực hướng tới phát triển bền vững toàn cầu. Ghi nhận góc nhìn từ các chuyên gia, doanh nghiệp liên quan đến vấn đề này. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới châu Âu là một khởi đầu tốt đẹp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp châu Âu. Có thể thấy Thủ tướng và đoàn doanh nghiệp đã ký hơn 60 biên bản ghi nhớ với vốn đầu tư hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Đó là một bước tiến lớn và cũng là một mức độ tin tưởng rất lớn của các doanh nghiệp châu Âu khi đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việt Nam cần sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, chúng tôi sẽ đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống hỗ trợ và tổ chức tốt hơn các đơn vị tư nhân tham gia vào các vấn đề tài chính, thủ tục và kinh nghiệm quản lý. Từ đó, thúc đẩy dòng đầu tư vào Việt Nam, để trong vòng 20 năm tới, Việt Nam sẽ là một điểm đến của các dự án đầu tư xanh. Với việc thành lập phòng thương mại và công nghiệp Thai Cham, điều này sẽ làm nổi bật vai trò của doanh nghiệp Thái Lan, những người đã ở đây lâu năm để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của cả Thái Lan và Việt Nam. Họ cũng sẽ thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy khả năng phục hồi nhiều hơn nữa, đặc biệt là mô hình hợp tác kinh tế sinh học, tuần hoàn và xanh tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành, hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, cập nhật theo những cam kết mới nhất của COP26. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để giúp Việt Nam chuyển dịch ngành năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn, cũng như hỗ trợ người dân thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Tương lai của Việt Nam thực sự rất hứa hẹn khi Việt Nam đang đi trên con đường phát triển hoạch định đúng đắn. Những cam kết của Việt Nam về những vấn đề mới như phát triển công nghệ, về chuyển đổi số, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo rất được đón nhận, mở ra cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế. Thưa quý vị, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia thực hiện các cam kết xanh, được cộng đồng quốc tế đánh giá như là một hình mẫu về một nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn nhưng đã có những đóng góp đi đầu cho ngôi nhà chung an toàn của nhân loại. Tại hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam xác định đoàn kết ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách. Để đạt được mục tiêu này, cần những dự án quy mô lớn, hiện đại mới có thể tăng tỷ trọng của nguồn năng lượng xanh của Việt Nam trong tương lai. Gần 60 bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết tại hai diễn đàn doanh nghiệp, cũng như trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Anh và Pháp, với tổng trị giá lên tới gần 30 tỷ đô la Mỹ. Những thỏa thuận hợp tác này đã tiếp tục mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư, cũng như khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng xanh. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng những cách đang được hiển thị ở trên màn hình.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.